Chào mừng quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau khi bộ phim Phòng Khởi Lạc Dương có lịch chiếu chính thức, người hâm mộ đã vô cùng hào hứng. Chủ đề về bộ phim lập tức xuất hiện trên tìm kiếm nóng. Có khoảng 1 triệu lượt tìm kiếm chỉ sau chưa đầy 6 tiếng kể từ thời điểm thông báo lịch phát sóng. Riêng với từ khóa Vương Nhất Bác, lượng tìm kiếm tăng đến 120%. Và nhà sản xuất cũng rất chịu chơi, tung áp phích quảng bá hoành tráng trên đường phố. Với hệ thống đèn LED, poster của Phòng Khởi Lạc Dương vô cùng rực rỡ về đêm. Đoàn làm phim cũng đã tổ chức họp báo và được phát sóng trên ứng dụng iQIYI. Tại buổi họp báo, Vương Nhất Bác khá bảnh bao trong bộ vest màu đen. Hình ảnh tại buổi họp báo cũng cho thấy Hoàng Hiên và Tống Thiến đều chỉnh tề để đến tham dự. Giữa đám đông, chiều cao của Vương Nhất Bác quả thực rất vượt trội. Trong cảnh tương tác tại chỗ, Vương Nhất Bác và các nhân vật chính khác đã phối hợp rất thú vị. Biểu cảm của anh ấy luôn khiến mọi người cảm thấy vô cùng thu hút. Buổi họp báo đã được ghi hình trước đó, sau đó mới được phát sóng, chứ không phải là buổi phát sóng trực tiếp. Điều này cho thấy nhà sản xuất rất coi trọng sự chỉnh chu và đánh giá cao về bộ phim. Phong Khởi Lạc Dương thuộc thể loại phim cổ trang, được sản xuất dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mạ Bá Dung. Chuyện phim Phong Khởi Lạc Dương lấy từ bối cảnh thời Võ Tắc Thiên, năm Trường An thứ tư tại Lạc Dương. Võ Tắc Thiên nhận được tin có người muốn lên kinh mật báo tin khẩn cấp, nhưng nửa đường suýt nữa bị ám sát. Tức giận, Võ Hoàng hậu đã giao trọng trách phải điều tra kẻ đứng sau chuyện này. Trong khi làm nhiệm vụ, Phó quan Cao Bình Trúc không may trở thành nghi phạm trong một vụ án giết người bí hiểm. Anh vừa phải tìm cách giải oan cho chính mình, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ do đích thân Hoàng hậu Võ Tắc Thiên giao phó. Trong tình huống cấp bách này, Cao Bình Trúc gặp được Bách Lý Hoàng Nghị và Vũ Tư Nguyệt. Vương Nhất Bác và Hoàng Hiên là nam chính kép trong bộ phim này. Vương Nhất Bác trong vai Bách Lý Hoàng Nghị là con thứ của quan thượng thư. Anh đang điều tra vụ án phụ thân bị hạ độc chết. Tiếp đến là nội vệ Vũ Tư Nguyệt do Tống Thiến thủ vai. Cô là người thông minh, có xuất thân thế gia và võ nghệ cao cường. Để có thể lấy được mật thư liên quan đến vụ án, cô cố tình tiếp cận Cao Bình Trúc do Hoàng Hiên đóng. Vũ ba sau đó đã trở thành những người bạn tâm giao. Họ kề vai sát cánh cùng nhau bất chấp mọi nguy hiểm, giải mã hàng loạt bí mật ẩn chứa phía sang hậu cung. Khi tiến sâu vào nội tình vụ án, họ dần phát hiện ra âm mưu động trời, đáng sợ, có khả năng hủy cả thành đô, nhuộm đỏ Lạc Dương. Bách Lý Hoàng Nghị sở hữu một trí tuệ thông minh bậc nhất. Qua những đoạn giới thiệu của bộ phim, người xem dễ dàng nhận thấy nhân vật mới này của Vương Nhất Bác là một công tử thế gia, quyền quý cao sang, trên tinh thiên văn dưới tường địa lý. Nhưng anh ấy hoàn toàn không biết võ thuật. Đối ngược với trí tuệ tuyệt vời, anh ấy cũng có một điểm yếu. Tôi đột nhiên cảm thấy điều này không phải rất thú vị hay sao? Có lẽ đây chính là điểm nhấn, tạo sự hài hước thú vị cho bộ phim trong các cảnh gay cấn. Phong Khởi Lạc Dương được dàn dựng sản xuất qua những sự nhấn nhá. Đây quả thực là một tác phẩm có chủ ý, được xây dựng tốt và tài tình. Trong Phong Khởi Lạc Dương, Vương Nhất Bác và Hoàng Hiên đều là nam chính của vở kịch. Trong khi đó, vai trò của Tống Dật là nữ thứ trong vở kịch. Trong phim, cô là vợ của Bách Lý Hoàng Nghị, một cuộc hôn nhân được sắp xếp. Mạch truyện của cô ấy với Vương Nhất Bác trong bộ phim cũng khá hấp dẫn. Đương nhiên, khả năng cao là họ sẽ bị trói vào một mối quan hệ couple. Tất nhiên, câu chuyện tình yêu không phải là chủ đề chính của bộ phim này. Vốn dĩ trước đó, nhóm của Tống Dật cũng đã tung ra rất nhiều thông tin cường điệu về các đối thủ của cô và Vương Nhất Bác trong phim. Nhưng mục đích chính là sử dụng khả năng dữ liệu người hâm mộ của Vương Nhất Bác để tăng mức độ nổi tiếng của họ. Đương nhiên, chủ đề về bộ phim đang nóng và việc sao couple không những tăng sự quảng bá cho phim mà cũng tăng nhiệt thêm cho diễn viên. Nhưng thật tiếc là Vương Nhất Bác đã trực tiếp nói với chương trình rằng anh ấy từ chối sao couple với Tống Dật. Tất nhiên, đội của Tống Dật đã mua rất nhiều dữ liệu với mục tiêu sao couple. Nhưng với phản ứng của Vương Nhất Bác thì họ đã phí công vô ích rồi. Độ nổi tiếng của Vương Nhất Bác quả thực rất cao, tăng tương tác với anh ấy đương nhiên là sẽ được người hâm mộ chú ý đến hơn. Các tác phẩm của anh ấy trong thời gian gần đây đều được CCTV6 nhắc đến. Vương Nhất Bác ngày càng có chỗ đứng vững chắc hơn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Anh ấy có cơ hội hợp tác với các tiền bối nổi tiếng và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác ngày càng linh hoạt hơn. Bạn diễn Hoàng Hiên đã nhận xét rằng Vương Nhất Bác là một người trầm tính, sống nội tâm và giản dị. Không có gì khó chịu với anh ấy cả, anh ấy rất hấp dẫn. Còn đối với diễn viên Trần Hiểu, bạn diễn của Vương Nhất Bác trong bộ phim Băng Vũ Hỏa cũng nói rằng diễn xuất của Vương Nhất Bác rất dễ chịu, anh ấy đã trưởng thành rồi. Khi bạn xem Băng Vũ Hỏa, bạn sẽ thấy rằng kỹ năng của anh ấy hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Trước đây khi nói về Vương Nhất Bác,
đàn anh Uông Hàm cũng đã phát biểu rằng khi bạn hỏi tại sao Vương Nhân Bác có thể, trước tiên bạn nên hỏi tại sao anh ấy không thể. Từ những nhận xét của các bậc tiền bối về Vương Nhân Bác, người hâm mộ có thể tự hào về anh ấy. Vương Nhân Bác trong 3 năm trở lại đây đã có những thành tích thực sự nổi bật. Những thành tựu mà anh ấy giành được đều vô cùng xứng đáng. Chỉ còn vài ngày nữa Phong Khởi Lạc Dương sẽ được phát sóng. Hãy cùng chờ đợi thám tử thông minh tài trí, Bách Lý Hoàng Nghị Vương Nhất Bác tái xuất trên màn ảnh nhé!